mình sẽ tô đến màu xanh dương nhé, cho những đám mây. Phần ngôi sao mình dùng màu vàng. Và mình sẽ tô màu phần phấn. Và video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tô màu bức tranh về hình ảnh của một chú mèo Hello Kitty đang ngồi trên một chiếc máy bay đã được mình hoàn thành xong. Và hẹn gặp lại ở những video mới theo chương trình của mình. Và đừng quên hãy đăng ký kênh của mình một cách bấm like, share và subscribe để theo dõi kênh nhiều video của mình sẽ đăng tải trên kênh YouTube tô màu nhé. Chuyên mượn cái đồng kính hóa đấy. Anh thấy thằng gì thằng con YouTube không có biết đâu.